Sau khi dừng chân tại nhà điều hành, uống trăng ly có hoa, trăng ly có tròa, chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trước để về khu nhận phàm và nghỉ ngơi. Khu này là khu chi bọn Dũng? À, cũng là một cái khu camping liều trại nhưng mà quy mô nhỏ hơn, nói chung cỡ tầm 30-40 người. Hơn bạn. Hơn. Cũng tổ chức cắm trại đồ. Cũng đang xây dựng. À, kiểu như cái sân kháo đồ đó cũng có đồ tiếp. Mấy cái cầu thang đây được mấy người không vậy? Được. Mọi người thấy suối chảy không? Đẹp không? Đồ. Cái gì đó đừng có lét. Đi đi, đâu bao giờ mới qua. Đi đi bình thường đi. Đi thôi, đâu đâu đâu, đừng có lét. Đi đi về luôn gì đâu. Có lét không? Không đi lì như một trao á. Tại em lại vô đây. Em đánh bóng đây bình thường mà. Chị đi thấy sao em muốn mẹ vậy chị? Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. A few moments later. Mình quá trước. Ui. Anh giới thiệu sơ hơn nè. Đây là đây, gì anh? Những cái trò kia, những cái phòng kia là chill room, là phòng để cho khách cao cấp hơn một tí. À. Bên ngoài này á là đây sân mà tổ chức team building. À. Bên kia là những cái lều trại. À. Làm bị. Anh đây là mấy bọn thuê để tổ chức team building đây anh. Đúng. Có cái sân này mà không có lều mình đó banh thể dục thể thao cũng đúng bề anh này. Tung chị. Gương chị ngực. Ok, chụp mi ơi mi hung luôn cũng được. Ngay mi hung luôn. Anh nhờ ra. Chậu chậu ngã bò. Nghe cái tao tăng đột cho đi cái bò bạch tục. Lên núi rồi mà còn bạch tục ở trên này. Đi lộn gì mày? Ủa, chụp đây mà. Chụp đây. Chiều đi nướng gì đây anh? Nướng thịt anh. Nướng thịt hả? À? Dạ. Thịt chi anh? Dạ thịt gò với thịt xiên anh. Thịt gò thịt xiên à? Dạ. Chiều cho cá miếng nữa không? Dạ được anh. Ấy là thịt đẹp trai này, ta nói đổ bổ là thịt trai nướng đường hay sao anh? Anh nướng thì nó đường luôn không anh? Luôn anh. Nó chu cho ngồi đây yến xịn. Ồ, đây mốt mẹ sướng quá, ở đây này miết cũng được, đừng có về về thấy bà vợ nhọn mày quá đi. Càng nhàn miết. Ở trên này của nam, nam này của nam nào cũng được, về thấy bà vợ nhỏ bà càng nhàn miết dễ điên quá. Bơ lòn. Đồ nhãi này, heo bơ nhãi này. Cảnh đi lộn bọn lắm này. Cảnh đi mà túi mà ai mà anh ra đây ngồi nhạo phải không? Thấy chi không? Biết thái rồi mà thấy hâu nách đó, khét cái nách lẹ. Ê, ở đây mà lùm lấy show đỉnh đó mọi người. Sắp, nếu mà ở đây mà ok, sắp tới mình sẽ lùm thêm một cái show ngay vậy đi nè. Mày bố nữa hả? Bố nữa. Hả? Chắc chứ ở đây chắc cứ... Heo ngon người. Không xỉ nghe hiền. Heo ngon người. Cái sân banh luôn mà. Hẹp lấy không? Nó xuống đường mới đẹp. Ủa? Đây cũng mới đẹp đây. Có chu cho y rồi lọt hay. Đây là chùa núi Thần Tè, đi lên xíu nha mọi người. Tí nữa là mình qua suối, mình vừa qua vừa tắm luôn. Có suối làm sao? Thiệt không? Có thiệt. Đi luôn. Muốn đi luôn. Quay hết cái không gian mọi người. Ui. Ồ, đang chụp ảnh gái về cho vợ đẹp quá. Bỏ nhỏ bà tiếc kinh lắm. Mọi người nhìn cái không gian bên kia, đó là cái nơi mà để BBQ rồi tổ chức tiệc cho những sự kiện lớn. Mọi người nhìn hết cái sân kìa. Đây, sức chứa ở đây. Dũng ơi, sức chứa ở đây khoảng mấy trăm vậy? Có thể hơn hơn ngon mọi người, có thể hơn hơn ngon. Và mọi người biết là đó là cái Sheraton Resort Sheraton đó. Là cái đây là đợt hea của mấy bọn nhân viên Sheraton đang đi team building trên đây. Đó, mọi người nhìn cái không gian bự. Đây, qua review cái sân khấu vô cực. Sân khấu vô cực. Đù. Bán ăn. Ồ, anh xóm có sẻn luôn rồi đông ơi. Đó. Sân khấu vô cực. Biết rồi, người này biết biểu diễn cho cua này. Mọi người đây này, đây đông giới thiệu này. Đứng ở đây này mọi người biểu diễn này là sẽ mọi người sẽ thấy là có một cái sân khấu rất là đỉnh. Đừng bay cái lưới này mục đích để lộn dây băng để là lỡ như diễn mặn tục chân rớt là nằm ở đây chứ không có rớt xuống được không. Đây là xích đu vô cực. Rồi xích đu vô cực
Sau đây bọn tí ọt sẽ biểu diễn xích đu vô cực. Bình thường mà cái đi có chi đâu mà. Bình thường chứ đâu mà. Wow. Wow. Đâu 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 thôi anh em ở đâu điện tí ở đâu. Đây 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 đây. Ở đây 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 điện tí ở đâu. Kìa cái này mà nén như mà có điều kiện mình luôn có mini show mì quảng không hay là phở đỉnh luôn. Đấy luôn. Đây là một cái xăng sức chứa là có thể hơn nhiều. Càng chỉ điều kiện hắn cùng láng bố thêm lần nữa cũng được chứ xe mi cũng cầu mà. Tí tí lên biểu diễn hót bài tí. Mọi người một khúc được băng tay tình yêu không có lỗi. Vô. Về nhận pha. Hey. Về nhận pha. Tao giờ uống thuốc rồi. Tao giờ uống thuốc là gì? Tao giờ uống thuốc rồi.